Thưa quý vị và các bạn, triển lãm Mercedes-Benz đã gây được ấn tượng lớn đối với báo giới trong nước. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp với anh Hoàng Tuấn thuộc báo điện tử Auto Daily để nghe những cảm nhận và suy nghĩ của anh. Chào anh. Anh có cảm nhận và suy nghĩ gì khi được tham dự một buổi triển lãm đặc biệt của Mercedes-Benz như này? Dạ, đây cũng là lần thứ 6 mà tôi tham dự triển lãm Mercedes-Benz Fascination. Và cũng như tất cả những lần trước thì tôi đặc biệt ấn tượng với cái cách mà Mercedes-Benz Việt Nam tổ chức cái triển lãm của riêng mình. Còn đến với triển lãm năm nay thì tôi đặc biệt ấn tượng với dàn xe SUV của Mercedes-Benz Việt Nam. Vậy trong những các mẫu xe địa hình như vậy thì anh thích mẫu xe nào? Tôi thích nhất chiếc G-Class, phiên bản đặc biệt của ông Hoàng địa hình. Tức là khi trải nghiệm thì nó mang đến cái cảm giác rất là thích thú, rất là phấn khích. Và nếu như sau này tôi có điều kiện thì tôi cũng sẽ cố có một chiếc xe Mercedes. Tất nhiên là không phải G-Class vì nó quá tầm với. Nếu có điều kiện tôi sẽ chọn chiếc GLC, cũng là một chiếc xe địa hình trong dàn SUV của Mercedes-Benz Việt Nam. Mong là anh sẽ thực hiện được mong muốn của mình. Cảm ơn anh rất nhiều.